Trang Luân xin kính chào quý khách. Lúc này đang buổi chiều năm 2018. Trang Luân chúng tôi đang hoàn thiện chiếc sập gỗ thập điểu Quần Mai kích thước 1m8 x 2m tứ diện cổ liền cho gia đình nhà chú Nguyễn Đăng Hiền ở quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Cái sập này có kích thước là 1m8 x 2m và sập này là sập tứ diện bốn mặt như nhau. Trang Luân chúng tôi là đang hoàn thiện phần ống thép ly, hoàn thiện phần cuối cùng và chuẩn bị đi bàn giao cho gia đình nhà chú khách hàng ở Hà Đông, chú Nguyễn Đăng Hiền, chú ở phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Anh Nguyễn ra được rồi nhá. Rồi. Đây là chiếc sập sập điểu Quần Mai tứ diện của chú Hiền, chú Nguyễn Đăng Hiền, chú ở Hà Đông, Hà Nội. Cho cháu đưa cá chất trong nhà lên. Đôi cá trong kia ông cháu ạ. Trong nhá, đôi trong không phải. Xin trân trọng cảm ơn. Anh nuôi vào chỗ này chưa? Thông tin về chi tiết của chiếc sập này khách có liên hệ về số điện thoại 0967110389 hoặc 0972770888. Ở đây đội ngũ thợ của Thành Luân là đang tấp nập hoàn thiện phần công đoạn cuối cùng, họ ánh vét ly trần theo lối cổ truyền, dùng vải màn vuốt bóng. Những tay thợ cấp của đồ gỗ Thành Luân. Nằm nguyên bản nó hả con? Vâng. Ở đây là cái chân cá chép chúng tôi là đang mang đi để hoàn thiện cục VO và giáp vàng của số 9. Các chân chung có thể liên hệ với số điện thoại của em nhé. Nó có rất nhiều loại. Đi bơi à? Em bon đi Hải Phòng rồi. Anh có thích đi Hải Phòng không? Vâng, xin trân trọng cảm ơn và chúng tôi xin được tạm dừng video clip tại đây nhé. Xin trân trọng.